Đây là ná SK1 mini được sầu cover lock thiết kế. Thân ná được làm từ chất liệu inox 304 không gỉ siêu bền, được cắt theo phương pháp CNC hiện đại nhất ở Việt Nam và được mài gia công tỉ mỉ. Nó nhảy vô rồi. Má con cu này khùng gì. Kể lên này nè. Nè. Đâu rồi? Mới đây đâu rồi? Lên kiếm kìa. Tìm rồi hay. Đây nè. Sao cao quá anh em ơi. À, trốn luôn rồi anh em ơi. Trốn tiêu luôn. Một con nè. Đỉnh dưới chứ trời. Cái này bắn mày được. Cái này bắn nó không nhát tay. Con núp nhà nó đâu rồi? Kìa, kiếm cây khiều vô không? Con ếch dưới mấy hàng này nè. Nó dưới mấy cái bờ nè. Mình đâu có bắt được. Chết rồi. Hôm nay bạn lòng xé mạnh xuống. Hôm nay bằng lòng với bằng kiệt cỡ Bến Tre. Nó nhớ sầu ca quá. Cái giác này nó chạy qua kiếm sầu ca đi bắn sinh tồn nè. Long thì mình mới phát hiện em đây. Long thì mình phát hiện ra là nó chơi BD nè. Sao vậy anh? Sao anh nói em chơi BD anh? Nó qua đây kêu sầu ca dẫn đi bắn cu sinh tồn. Nó đòi bắn cu không à. Nó nói thèm cu mà không biết thèm cu ai. Sao ôm bên cái chết. Nó BD nè. Kiệt về sợ luôn rồi. Ngủ chung nhau có mấy đêm mà nở lòng đầm nơi chuyển giới vậy. Vậy mấy anh em mình đi bắn. Nay sầu ca đi bắn với 2-3 cây luôn. Cây không lòng. Không lòng như cây ở cây 6. Rồi tiếp tục. Ở dưới trời. Không còn đó, hai con thấy không? Cái me thấy không? Hai con dứt nó thiệt. Ừ, anh thấy em ngâm quá vậy, ngâm mà bắn chim mà ngâm quá. Sao không vô trọng bắn lên mà đứng bắn vô. Vô trọng dứt nó kiệt, hai con nó kiệt. Buông nhịp đầu được rồi, em ngâm quá. Con dưới con trên đó kìa ơi. Mấy nó thịt không đó. Đường này thì ra kìa em sao. Ra nhưng mà nó bay luôn, nó ra cái chạm thì nó chết. Còn con kìa ơi. Bay rồi, con nói bị bắn á. Ôi cậu anh em ơi. Hai anh em mình giả bộ ra đi, coi như không thấy nó vậy đó. Mình đi không biết gì hết trơn á. Từ từ nè, bình tĩnh. Nó làm sao? Tới nữa đi. Dạ, đi, con này dạo rồi. Chết nè. Ngày táo rồi anh em ơi. Dạ, xỉu à, xỉu không? Con này quang mà. Xỉu không, gãy cánh nè anh em ơi. Bộ câu tơ mà. Em chỉ thấy những loại gần ta. Sợ cái đầu nó gì thế này. Thôi chụp đi người ta vô. Chụp đi. Ngon lành. Cụ quan nội ơi. Ôi là trời, cái con cu này biết. Gà quá anh em ơi. Sao đâu không? À rớt. Đâu rồi? Ờ để em cho cậu. Không thấy bị bẹp luôn. Đâu thấy nó đâu. Rồi, bị bự giãn thấy không? Cạnh ghi luôn. Khi đứng đây tới cả cái sọt rồi nó xong rồi. Không được, mình có xài rồi. Nãy giờ người ta cũng gình mình lắm rồi. Gì? Sao không ghê chạy, sao cá không ghê, ai ghê ba. Tiếp. Nó nằm trong mùng chuối thấy không? Kìa nguyên ổ kìa, có trứng luôn kìa, hốt không? Yeah.
Đằng này đang cù thiệt. Kìa, ăn đứt cổ kìa. Nhà kìa, tiêu bánh nạp lụm đi. Đó, thấy chưa? Đó. Nè, có lỗ xuống rồi nè. Đó. Đứt cổ không? Hình như mất cái đầu thì phải. Mất cái đầu rồi. Sao chứ lụm mới kịp. Nè, lấy cái cây nè. Góc, ăn góc đi. Góc gì bẻ nó. Rồi. Đừng bẻ hết nha, lấy chốt cho dài luôn. Thấy không kìa? Bẻ đây được không? Nãy chỉ con cu rồi, không tin. Nè. Xuống mí thì mí trò kiều luôn. Rồi xuống mí đi. Ấy da, trời ơi, chỉ đây đó. Cái chỗ này người ta hay ở chỉnh nên ta gào lại, ta không cho dễ nữa. Cái này hả? Ừ. Thiệt khó thiệt không mà nghe. Thiệt. Nãy thấy cái nhánh gà không? Con đâu rồi? Nó nằm đó, trời bắn đứt cổ luôn mà. Con bước ra được không? Sâu quá nghe, cái mương này sâu lắm nghe, anh nhìn thấy là anh biết sâu rồi đó. Này bà kinh mà. Hụt đầu chắc luôn. Em bước xuống chút xíu nữa, nhánh ngoài đó. Ờ, cái mà. Em đừng nhìn vô cây. Ừ. Đu ra mày. Bể sọ, hít sọt đi rồi. Bắn ngang cổ. Canh xích lên chẳng ba. Sao anh bắn em thấy nó vũ dây nhẹ quá thôi mà. Trúng ghê nè. Ừ. Mấy con cua bắn nhẹ thôi, còn mấy con tôm hú là hết dây. Bộ dây anh tháng mà anh mới thay mà. Con này mọc ù à. Gì tháng dữ vậy? Trời ơi, bộ dây anh tháng còn gì nữa. Bắn bền dữ vậy, em bắn chút xíu đó. Nè, bắn anh bắn đứt cái này còn chưa bỏ nè. Em nãy đứt đó nè, em bắn nữa. Đứt cái này anh chưa bỏ nè. Anh để bắn thêm 2 tuần nữa. Ờ, 300 con rồi. Đó, lụm đó. Good. Nó bay vô trong con phải không? Ừ, con nó hơi nhát. Sigo không bây giờ? Hả? Xử nó luôn đi, xử luôn đi. Để hồi Sigo đó hết. Chúng đâu mà ra dữ à? Ghê. Rồi tiếp tục. Đi này thẳng này luôn, thẳng này luôn. Hồi có hàng. Nhưng mà nó quay ức thì mới chết. À, này cục cứt thì nó quay ức thì mới chết chứ. Hay quá. Chúng ơi. Trời ơi, tao canh me đẩy lực đạn ra đó mà. Không nói gì dễ. Tính hết rồi, tính từ ly từ tí luôn. Xích tới. Xích tới. Ta me, ta tính hết rồi. Dữ vậy anh. Nhìn em nhìn đi. Bắn hàng thun mới chứ. Phải. Này sầu gà vẫn bắn cù khoái. Tiếp. Nè. Nè, trái quăng nha mọi người. Quăng khí sở về dinh nè, cho mấy trái này mọc quang. Nhà mình có một cây này là ăn sao hết. Trái này tới mùa rồi đó. Trẻ trái nhóc nè. Nè, sao hết. Nè, mấy trái bự này bé không nè. Em quăng em cắt tăng lên cho. Thì chụp dao nha, chụp vô dao đẩy nó đi rồi. Rồi chưa. Nè. Nè, mấy giá này rụng hết rồi nè. Đây nè. Để cầm nè. Đó. Bỏ lại vô đi. Tính chiều qua bầu quăng nha mà con. Mấy cái này bơi bơi che, anh đâu thấy đâu. Không có cây này đâu. Không có cây này. Có cây này là chết chứ không, anh neo nó nở luôn rồi. Ăn lưỡi cho đen á, chứ đừng lưỡi sống. Thôi nhiều rồi, nhiều lắm rồi. Nhóc. Rồi tiếp đi. Lần bắn cù mà mọi người. Quá ghê gớm. Rồi leo vô. Có hàng gạo đó. Ghê thiệt.
để kiếm đường xuống dưới thôi. Xuống dưới có hai biển tôm hú nữa. Ừ, mình kiếm con hú mình nướng mình chơi. Ủa, cái sầu xa ngã kia mà ta mấy ăn rồi đó, kia nó cũng anh làm luôn anh sầu. À, anh trời ơi anh cái chục. Cái chục anh ăn nhiều dữ chưa mà. Anh ăn có cái này nhiều mà, cái sầu cao này nhiều. Anh đi qua bãi luôn, mà đi giữa luôn. Để anh đi qua đây cái mình chạy theo bãi. Qua luôn. Được không? Đi này luôn, xuống dưới luôn. Ghê. À, ghê trời, còn con chơi nữa. Làm luôn đi, cặp luôn đi. Đâu rồi? Sao mở tiếng cung lên trời? Mặt nước có sao lỗ bắn. Bắn đi thì xin, đợi cái gì đâu. Rồi rất ngoài đó. Rồi luôn. Trời ơi. Giật chết thì tội quá, giật cái đó đó. Giả nhân giả nghĩa. Rồi đi về đây nè, sắp tới điểm rồi. Tu hú con mọi người. Kẻ giò nè, ruột đó nè, ruột đó, nhảy xuống, kiệt đâu rồi. Chặn đâu kiệt. Đâu rồi. Hả? Rồi. Sao rồi? Ngồi xuống, ngồi xuống. Kiệt đâu rồi kiệt, em thấy không? Em từ từ thôi. Rồi đi ra ngoài luôn thôi. Coi chừng ngang, tầm ngang đó nha. Kiệt thấy không Kiệt? Nó bài không bỏ đi gì cả. Cái gì? Nó bài không đi kinh nghi gì cả. Bài đâu bài? Trời ơi. Bài chưa? Bài. Chạy bánh người, chạy bánh người. Trời ơi, gì vậy? Chạy bánh người đi. Giờ mới mấy lũ ngang nguyên không ký rồi. Kìa nó bảnh gì kìa. Nó bài qua cái bằng á. Trời ơi. Vậy? Ừ. Bên kia kinh ấy. Cái gì vậy? Kiến gì vậy? Cái lỗi dùng nguyên ông kia nó cắn từng trời luôn á. À, té còn con nữa được hai con tôi hú mọi người. Ơi. Hết rồi. Rồi chùm đi, chùm đi. Bay bảnh rồi. Dạ. Rồi đi chùm nó hát nè trời ơi. Các bạn, này tôi hú tơ và Vinh. Lòng mới đẩy luôn, mình bắn hụt mà hết bi luôn. Con này thịt. Đúng rồi, ăn cái con gì. Con này chết luôn đó. Rồi. Thử nó luôn. Ừ, cục thịt mà. Con này bắn ngang cổ nè. Bắn như cắt tiết vậy. Bắn như cắt tiết vậy. Làm nó luôn đi, chứ có mồi. Trời tiết thật trời. Hôm nay dẫn Long với Kiệt Bến Tre qua đi săn mấy con chim bé bé ở Trà Vinh mình. Trời, đâu ngày bảy phân vậy. Rồi mình có mua dợp đẩy hai bạn thì được một số chim bạn. Nãy hai tu hú này Long bắn được con, nãy mình bắn được con bạn, mà con cái là nó bay qua sông rồi mất luôn. Đó, giờ được con kiếm quá tài. Giờ mình sẽ tiến hành nướng, giờ mấy anh em đi sương sương nhẹ buổi chiều. Rồi, con này nãy mới bắn phải không? Rồi được mười mấy con tu hú bồ câu bạn, với con bịp nãy Kiệt bắn. Giờ mấy anh em nướng sinh tồn đây, ngồi đợi con tiếng già ra chơi nè, sáng ngày tiếng già. Giờ mình nhổ lông anh em ơi. Anh em nhổ lông đi. Nghe anh em, tôi hú Trà Vinh nghe anh em, tôi hú tơ nghe anh em. Lông bắn luôn. Con này mềm lông ơi. Nãy mình rượt nó vòng vòng á. Hai con mình con ổn ha. Được quá. Cái này nó gãi chút cắn rồi, nó bay đâu được đâu mà kỳ ta. Con nó nhẹ nhẹ, nó té xuống là lúc nó đau quá nó bay được. Em thọc cho đít vô đầu luôn cái gì.
Đúng rồi, bắn đít vào luôn. Đít lưng. Con này vừa mới đến. Con này đúng lắm. Xong kiếm cây này sợ á. Cắt đứt tay luôn á. Ốm à. Biết tay luôn á. Chiên hồi cũng bước sạch. Đâu có dọc được. Đồng biệp đang nhỏ nha. Tơ hả mày? Phải mày khà khà làm chi không? Sắc này có nhỏ dưới ta. Cái nhỏ nhưng mà ăn ngon lắm. Chim ghi. Lần lòng dưới chú ngắt. Cái thịt nó béo lắm à. Em đang nướng nè anh em. Khúc này gió quá, lửa quá. Chín này đó ăn đó, con nào ở chín ăn rồi. Lấy cây dính ra. Bóng tay em ta. Chín hết rồi đó. Chín. Cô mà nướng review thôi. Ừ. Giờ chín này nè. Đừng nóng. Nhiệt. Nè anh em, mình lấy mấy trái kem vô luôn. Đứng lại nè anh em. Hồi nãy giờ nó nghỉ mệt tả rồi vậy ta. Nó mới nêm nè. Để lấy mấy trái kem vô đi. Cái gì? Cái gì đó. Cái quăng hả? Quăng gì đó. Mấy cái tô thì xài xong rồi cắt nha. Ừ. Để mốt có xay nữa. Chín hết rồi mọi người chị. Rồi xé đi. Nè. Tới một chuyện bữa nay. Nóng quá, nóng quá. Ăn đi mọi người. Tôi ăn cu trước thử coi. Cu bữa nay bắn mập mập không mà tức già. Mười mấy con. Này bắn không chưa bị lòng hay gì. Không, bắn con từ giờ xuống đây á. Ừ, đã nè mọi người. Chứa này mà không bớt rồi. Bạn nào còn quả nữa nè. Ngon dữ trời. Bữa nay cuồng ngon. Chầm lắm. Chầm lắm rồi. Chín hết rồi. Ngon. Ngủ kêu kìa. Biết rồi. Thấy chưa. Ở đây cũng không thua gì kiên giang đâu nha. Nhưng mà khó nhai lắm. Ừ. Bộ sao á. Ngon. Ở nhà đậu em là mấy chục mét không à. Ở nhà em là đó giờ em chỉ hạ được có 2 con thôi. Mà nó rất là nhiều. Mà đó giờ hạ được 2 con thôi, con bông với con đen. Ngon dữ chà. Ăn đi em. Trước đi mọi người. Này bắn cua mập không đấy không? Bóc không? Chất lượng không à, con nào nó cũng luôn à. Nay bắn được 3 pha cu vậy. Cái nhiều. Ừ, không nhiều. Đây 11 mình hết sinh tồn được rồi. Sao vậy? Tối hả? Sắp vô tháng mưa rồi, mình hết sinh tồn rồi. Ở đây đất nó bụng lắm. Dơ dữ lắm. Tháng mưa mình kiếm mấy bãi đá, mấy thảm cỏ rồi. Mình còn dưới kia mà. Dưới nào? Bãi đá. Ờ, bãi đá thì lúc dưới. Ừ. Tháng mưa thì dứt đây. Ủa, tháng nắng thì dứt đây được. Tháng nắng này đẹp, mưa xuống kia. Mưa là ở đây thua, giờ dữ lắm giờ. Xe lọt xuống đây rồi. Bệnh luôn á. Dính cục hết. Ngon dữ vậy. Mình đổi mình ăn cái gì cũng ngon được, đúng không? Quay kiểu quay lấy góc rộng nó mờ này. Ừ. Rồi, tạm biệt mọi người. 20 clip sau nha, nhà máy này mình ăn tối dần ngủ về.